tuần vừa rồi á bác sĩ tân có thăm khám một cái trường hợp một cái bạn nam khoảng 25 tuổi ha bạn này đến khám bởi vì sao bạn ấy bị đau cái vùng bìu ở bên trái của bạn ấy ha thì sau khi mà thăm khám rồi hỏi bệnh sử thì bạn ấy mới khai với bác sĩ tân như vậy nè cái lý do bạn ấy bị đau á là bởi vì cách đó vài ngày cái người bạn trai của bạn đó ha bạn này là trong giới lgbt không, mới mua một cái vòng nhẫn không có rõ nguồn gốc ở trên mạng những cái vòng nó từ tựa, tựa như vậy nè quý vị nha đó nó bằng cao su nha thì mục đích của bạn đó, đó mua về cho các bạn này để làm gì để nhằm gắn vào cái phần cậu nhỏ của bạn này đó để mà khi mà hai bạn gần gũi với nhau để giúp cho bạn này là gì cải thiện cậu nhỏ và cải thiện sinh lý gì đó theo những lời quảng cáo trên mạng thì cái bạn trai này á cái bạn bệnh nhân á bạn ấy mới đeo vào phải không thì trong lúc mà đeo á thứ nhất là cái vòng này nè cái độ đàn hồi của nó nó siết rất là cứng các bạn nha ha thì cái vòng này á nó sẽ siết vào cái phần góc của cầu nhỏ và nó siết luôn cả cái phần cái phần bìu ở bên trái á ha sẽ khiến cho gì nó sẽ khiến cho cái thần tinh ở bên trái là cái mạch máu nuôi tinh hoàng ở bên trái đó các bạn nó sẽ không có gọi là hồi lưu máu tốt thì ở một cái thời gian mà khi mà hai các bạn gần gũi nhau như vậy uh, sau đó máu ứ ở cái tinh hoàng bên trái như vậy đó thì sẽ khiến cho cái thần tinh bên trái nó bị tổn thương ha thì khi mà bác sĩ tân thăm khám thì bác sĩ tân thấy một cái vết bầm ở phía bìu bên trái ha khi mà sờ vào cái thần tinh thì chỉ thấy là nó hơi bề nề nhẹ thôi và bạn này không đau khi mà sờ vào rồi khi mà khám cái tinh hoàng thì cũng may là tinh hoàng tổn không có bị tổn thương gì cả nó vẫn còn nguyên vẹn ha thì cái, cái điều này cho thấy là gì cái việc mà các bạn tự ý mua những cái loại ở trên mạng uh, nhất là những cái shop uh, về hỗ trợ chuyện sinh lý đó, nó rất là có hại cho cơ thể của các bạn bởi vì sao tất cả những cái phương pháp điều trị đó, đòi hỏi các bạn phải đến thăm khám bởi những người bác sĩ chuyên khoa và những cái lựa chọn điều trị nào thì người bác sĩ sẽ biết uh, cái cơ thể bạn đang bị những rối loạn nào và phù hợp với những cái bệnh lý khác nhau chứ không phải là uh, các bạn bị vấn đề này các bạn tự ý mua mà là các bạn uh, nghe lời quảng cáo các bạn tự ý mua sẽ đều là những hậu quả rất là trầm trọng trên cái cơ thể của, của các bạn. Đó. Bác sĩ đừng chia sẻ thêm về cái vòng này. Cái vòng này đó, nhiệm vụ của cái vòng này là nó hỗ trợ trong cái việc mà kết hợp với cái máy hút chân không ha. Cái máy hút chân không đó là một cái thiết bị để điều trị rối loạn cương nha quý vị. Nó không phải là một cái sex toy đâu quý vị ha. Nó là một cái uh, thiết bị dùng để uh, điều trị những trường hợp rối loạn cương mà thể nặng rồi nó không phù hợp với các phương thức điều trị bằng thuốc nữa rồi thì mới dùng những thiết bị này thì cái vai trò của cái vòng dẫn này à, để làm gì cái vòng dẫn này đó ha khi mà chúng ta kết hợp với cái máy đó ha thì chúng ta khi mà áp cái máy vào cầu nhỏ chúng ta chúng ta sẽ đẩy cái vòng dẫn này nó siết vào cái phần gốc của dương vật đó, ha thì cái vai trò của vòng này nó siết để làm gì để cái máu nó tới cầu nhỏ và nó không hồi lưu được đúng không giống như là chặn máu ở phía đó vậy đó quý vị ha và cái vòng này đòi hỏi chúng ta phải thắt đúng vị trí và nó có thời gian sử dụng chẳng hạn như chúng ta để cái vòng này quá lâu cũng không được nó sẽ dẫn đến những cái tổn thương trên cầu nhỏ của chúng ta thì cái lời khuyên của bác sĩ tư dành cho quý vị là gì chúng ta hãy cẩn thận chúng ta phải biết được à cái vai trò của cái thiết bị này là dùng để làm gì chúng ta đừng tự ý mua những loại thiết bị này về áp vào trên cái cầu nhỏ của chúng ta bởi vì đó là cái củ quý đúng không củ quý mà người ta dùng từ củ quý thì chúng ta hỏi phải nâng niu củ quý của mình đừng nên xài những cái những cái loại mà không rõ nguồn gốc, không rõ chỉ định, không biết hướng dẫn sử dụng, nó sẽ gây tổn thương thì lúc đó là tiền mất tật mang quý vị.